thích chị ngon thì không có dùng mi Flippy nhở? Ai gọi tới đây? Có tới đây. Này hai cậu, hai cậu có gì ăn đó? Cho xem miếng coi. Yumi, mọi người chạy ngay đi. Này, cho xin một miếng thôi mà. Bước vào đây Flippy. Này Flippy, chắc bán rồi đấy. Ăn xúc xích thôi. Ăn nhanh kẹo luôn đi. Yumi, xin một miếng thôi. Không, chạy thôi. Này, cho xin miếng đi mà. Đừng đuổi tôi bớt nữa mà. Cho xin miếng đi mà. Chắc là thoát rồi đây. Bọn mình trốn ở đây, Yumi có mà tìm bằng mắt. Ăn đi cho nóng. Ôi, cái gì đây? Mưa hay sao á? Này, chờ tới xin miếng. Trốn kỹ vậy mà cũng biết. Hai cậu làm gì đấy? Cho Yumi biết tay. Chim đi, không làm mà đòi có ăn á thì ăn ăn đất này. Thôi bọn có ăn xúc xích đây. Đi thôi bóng, tạm biệt nhé. Hai cậu thật là quá đáng, không cho ăn thì thôi lại còn ném tới lên cây nữa. Giỏi thật cơ chứ. Đúng là đồ trẻ trâu, tưởng làm khó được mình á. Quà của ai thế nhỉ? Trong này có gì ta? Mình phải mở ra mới được. Cái gì mà đẹp quá vậy? Chúc mừng Yumi đã quay vào ô may mắn. Ngài có thể sở hữu sức mạnh của cây gậy thần này. Vậy phép thuật á, nghe hấp dẫn quá. Đúng vậy, ngài có thể làm những gì ngài muốn. Lấy gì để ta tin nó có phép thuật? Ngài thử rồi biết. Biến cái. Đang đói. Nghe phép thuật, tôi muốn ăn kẹo cầu vồng. Quá, wow, được thật này. Flippy bóng, các cậu sẽ biết tay tớ. Vậy là lời nguyện của ta đã được hóa giải rồi. Yumi nên nhớ, trong cuộc sống này, thứ gì miễn phí đều phải trả giá rất đắt. Yumi đã bị quăng lên cây rồi. Bây giờ không ai có thể cản chúng ta ăn xúc xích nữa. Bực thật đấy, hai cậu ấy vẫn ung dung ăn xúc xích. Mình phải trừng trị họ mới được. Gãy phép thuật, biến xúc xích thành khúc gỗ. Cái gì thế nhỉ? Cứng thế nhỉ? Xúc xích sao lại là khúc cây thế này? Xúc xích của bọn mình đâu rồi? Sao lại thế nhỉ? Ảo thật đi. Ôi, thật quá, thật quá. Ôi, khó thở quá. Mà thôi, có xúc xích ăn là ngon rồi. Xúc xích vừa ở đây mà đâu rồi nhở? Vừa nãy rõ ràng là cái xúc xích, giờ lại là khúc gỗ. Ảo thật đấy. Không thể tin được. Mình phải cho thêm tí đặc sắc mới được. Gãy phép thuật, biến ra con chùa. Flippy, con chuột đó ăn trộm xúc xích đó. Chính là nó rồi, đuổi theo. Nó kia kìa, mày chạy đằng trời. Rồi nha, mày có chạy đằng trời, bắt lấy nó. Đáng trời. Ai ui, đau quá. Ôi ơi, miếng ăn là miếng nhột. Xúc xích ngon quá trời luôn. Yumi, xúc xích. Này Yumi, sao cậu lại ăn xúc xích của tớ? Tại
hai cậu không cho tớ ăn, còn ném tớ lên cây. Tớ làm vậy là còn nhẹ đấy. Thì ra là do cậu dở trò. Bóng cho nó một trận. Dừng lại. Định đánh tớ nào? Không có đâu. Mãi vô. Đúng rồi. Đây nữa. Cái tay. Thế nhìn ổn phết rồi đấy. Tiếp tục. Sao lại đánh tớ? Cậu đánh tớ trước đấy. Cậu ấy. Mày ấy. Mày đi. Sao mình lại hơi nhiều vậy nhỉ? Mà thôi, phản đổi tính cách mới được. Phản đổi. Cậu đánh tớ đầu thế. Sao đánh tớ mạnh thế này? Chết nè, đồ quỷ sứ. Đừng lại cho tớ. Buồn cười quá. Sao càng ngày càng đau nhỉ? Người chết nè. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ngươi. Bọn mì lâu lết, ta tạm tha cho ngươi. Hãy đợi đây. Tớ chưa bao giờ mạnh như này cả. Tớ lại cảm thấy mình thật đáng yêu. Cậu thấy tớ có khỏe không? Khỏe, cho sợ miếng coi nào. Khá quá nhỉ. Kẻ phép thuật, biến cho ta cốc nước. Hồ biến. Mát quá. Mua tiếp đi. Nào, mua đi. Còn quái vật này khỏe quá. Mình phải tìm chỗ trị thương đã. Cái đứa này đang làm trò gì ấy nhở? Thôi, nãy giờ múa cũng mệt rồi. Làm tí cuốn đất để tăng cường sức khỏe nhỉ? Gậy phép thuật cho hai người này đi cuốn đất. Sao con Yumi có sức mạnh đó nhỉ? Chắc chắn là cây gậy kia. Mình phải chiếm đoạt sức mạnh đó. Mỗi lần mình dùng sức mạnh, mình lại bị đau nhỉ? Yumi, đứng lại. Hóa ra sức mạnh của ngươi là từ cây gậy này sao? Mau đưa nó cho ta. Mommy lòn lét, ngươi là cái thái gì mà bắt ta phải giao? Khẩu khí lớn quá nhỉ? Xem đi. Trò con nít. Xem tới đây. Yumi, ngươi được lắm. Người tuổi con ngăn con. Mặt của ta. Sao mặt ta lại trở nên như vậy? Gậy thần, tại sao? Để ta nói cho mà nghe. Chào cô gái. Ngươi là ai? Ta chính là người bị phong ấn bởi cây gậy này. Yumi, ngươi càng dùng sức mạnh, nó sẽ hút hết tuổi thọ của ngươi. Sau đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không, ta sẽ phá hủy nó. Vô ích thôi, nếu không có ai tự nguyện thay thế, ngươi sẽ mãi bị phong ấn. Ngươi. Một bị lòng lét, muốn cây gậy này, cho bà ta sẽ cần. Cây gậy này, ai mà có nó, sức mạnh vô biên, thế gì được nấy, chả sợ bắt nạt. Người không giao thì ta cướp. Xinh đẹp trở lại rồi. Đúng như kế hoạch. Sức mạnh này giờ là của ta. Mommy lòn lét. Đau quá. Yumi, ngươi đã làm gì ta? Chúc mừng ngươi đã là chủ nhân mới của cây gậy. Từ từ, ngươi sẽ già đi. Rồi sẽ... Cảm ơn ngươi đã gánh cho ta. Cảm ơn nhé. Thank you so much.
May quá, phá rồi. Mình phải đi tìm Blippi với bóng đã. Get go. Bóng, đây là đâu? Cái gì thế này? Mày khỏi tao, tao biết khỏi ai? Mà tao nhớ, Yumi vừa cướp xúc xích của bọn mình. Phải đi tìm Yumi tính sổ mới được. Đi hai cậu. Hai cậu làm gì ở đây vậy? Thủ phạm đây rồi. Bóng, lên.